Thưa quý vị, việc chống tham nhũng trong thời gian gần đây, đặc biệt liên quan tới cái vụ đại án Việt Á và giải cứu của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Phú Trọng trước đây đã thừa nhận những cái thất bại trong công cuộc chống tham nhũng khi các cái vụ đại án vừa kể nổ ra vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, có những động thái cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không chỉ thừa nhận thất bại mà còn lôi ban lãnh đạo Đảng Sản Việt Nam, đó là các cựu lãnh đạo vào cuộc. Thậm chí giới phân tích cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã lợi dụng buổi gặp mặt đầu xuân đối với các ủy viên Bộ Chính trị cũ của Đảng Sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã có những cái phát biểu đổ lỗi thất bại của công cuộc chống tham nhũng là do sự lãnh đạo tập thể và tất cả phải chịu trách nhiệm chung. Và thưa quý vị, dẫu rằng ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng lan rộng và có xu hướng phát triển rầm rộ hơn. Thậm chí người ta nói các cái cán bộ đảng viên, đặc biệt các cái quan chức cao cấp, họ không sợ ông Nguyễn Phú Trọng và họ sẵn sàng chấp nhận đổi mọi giá để tiếp tục tham nhũng làm giàu. Tại vì người ta nói cơ hội làm giàu chỉ có một lần, với một cái tinh thần là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Đó là lý do tại sao trong những thời gian gần đây, việc bắt giữ của Bộ Công an tiến hành thường xuyên và liên tục hơn. Thưa quý vị, một cái đảng cầm quyền, một cái đảng độc tài toàn trị duy nhất hợp pháp, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng duy nhất, vậy mà người dân người ta nói không bằng chó. Và thưa quý vị, đi vào cái bài bình luận của nhà báo Nguyễn An nói về cái công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, càng chống tham nhũng càng gia tăng. Tại sao lại có cái kết quả như vậy? Thưa quý vị, theo tác giả Nguyễn An, nói về những thành tựu chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra các cái kết luận vào cuối tháng 1 năm 2022 vừa qua. Theo đó có 7 hội nghị toàn quốc triệt để triển khai, 16 những cái quy định kết luận của Ban Bí thư của Bộ Chính trị về kết quả và các cái biện pháp chống tham nhũng chưa hết Quốc hội Việt Nam còn thông qua, 9 luật Chính phủ và Thủ tướng ban hành, 144 nghị định, 40 quyết định các bộ ban ngành trung ương ban hành, hơn 700 thông tư về việc chống tham nhũng. Và cái kết quả đạt được là người ta đã kỷ luật 618 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái, tăng 132 so với năm 2020. Trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tức là các cán bộ lãnh đạo cấp cao. Theo tác giả Nguyễn An, với cái cách chống tham nhũng bằng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận vân vân và vân vân, đặc biệt sử dụng các vấn đề cải tạo tư tưởng đạo đức của quan chức Việt Nam, tùy bố ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng. Đơn giản hỏi ông có nhớ được hết các cái quy định về chống tham nhũng do ông ban hành hay không? Theo tác giả, tôi nhận ra ba điều. Một là tham nhũng xảy ra ở tất cả các lĩnh vực, tất cả các cái bộ ngành của nhà nước, kể cả trong quân đội và kiểm sát, tòa án, công an. Tham nhũng xảy ra từ cấp thấp đến cấp cao nhất. Vấn đề thứ hai, có quá nhiều văn bản, pháp luật về chống tham nhũng, quá nhiều cuộc hội họp và các cái cuộc hô khẩu hiệu chống tham nhũng, mà theo tác giả, tôi cam đoan không có một ai, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng, có thể nhớ hết và phân định rạch ròi hệ thống pháp luật liên quan tới chống tham nhũng gồm những cái điểm gì. Vấn đề thứ ba, theo tác giả, mặc dù rối ren về hình thức, nhưng tất cả đống giấy tờ đó cũng như các cái phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư kiêm trưởng ban phòng chống tham nhũng, nó lại thống nhất một cái kỳ lạ ở một điểm, đó là chúng hoàn toàn không đề cập tới nguyên nhân mấu chốt nền tảng của vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Tại sao Nguyễn Phú Trọng không tìm hiểu cơn cớ gì mà cái hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay, các cái quan chức đảng viên người ta dễ tham nhũng và buộc phải tham nhũng đến như thế? Theo tác giả, các quan chức đảng viên Việt Nam người ta ăn từ con lăng quăng ăn đi. Mà theo tác giả, có một cái vụ tham nhũng mới nghe thì rất buồn cười, đó là cái câu chuyện trong năm 2016-2020, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành, Tây Ninh được người ta giao cho tổ chức xịt thuốc muối. Vậy mà cái nhóm cán bộ
nhân viên ở thị xã này, người ta đã kê khống số người thực tế tham gia diệt long quăng bằng cách kê khống số người tham gia lên gấp 10 lần, tức là 7 người thành 76 người. Thậm chí có những việc họ đề xuất nhưng họ không làm, nhưng họ thanh toán và xui cho họ là sau đó dịch xuất huyết không bùng phát nên họ không thể đi diệt long quăng được nữa và càng không có cơ hội bù và kê khống. Cái số tiền người ta tham nhũng tạm ứng trước một năm, những cái câu chuyện nhỏ nhặt vừa kể chỉ vài chục triệu đồng, vậy mà các cái quan chức cấp xã người ta cũng tham nhũng, nghĩa là người ta sẵn sàng ăn từ con lăng quăng ăn đi. Và nếu hỏi tại sao bộ máy chính quyền lại ăn không sót một cái thứ gì của dân, thì chắc chắn một cái câu mà dư luận xã hội sẽ trả lời cho Nguyễn Phú Trọng là: làm nhà nước mà không ăn thì lấy tiền đâu ra để sống. Bởi vì lương thủ tướng, lương của bộ trưởng cũng chỉ xem 15 triệu đồng cho một tháng, lương của các công chức chỉ khoảng 5-6 triệu đồng cho một tháng. Vậy mà lương thấp nhưng quyền hạn thì trùm đất trùm trời, từ con lăng quăng đến con khủng long, cái gì cũng trong cái cơ chế xin cho, cái gì cũng cần phải cho phép, cần được duyệt, cần được thông qua, thì không sớm thì muộn, tất cả là phong bì. Vấn đề đầu tiên là tiền đâu. Vậy mà trong tất cả các cái văn bản phòng chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam không có một chữ nào nói đến sự bất hợp lý giữa mức lương và quyền hạn của hệ thống cầm quyền. Điều đó cho thấy ông Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam né hẳn nguyên nhân mà hô hào các giải pháp mà theo tác giả Nguyễn An rặt một cách hình thức đạo đức không tưởng, đã lặp đi lặp lại trong suốt vài chục năm nay, và hiệu quả của nó dĩ nhiên là bằng con số 0. Bởi vì chẳng có quan tham nào vì nâng cao phê bình hay tự phê bình mà họ có thể dừng cái hành vi tham nhũng của họ cả. Cũng chẳng có cái sự giám sát nào có hiệu lực khi đường dây tham nhũng đã bao gồm cả những người cầm cán cân công lý như công an, kiểm soát, tòa án. Thậm chí những cái cán bộ đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã phát biểu: chống tham nhũng thì chúng tôi chết trước. Thậm chí mới đây trong quyết định số 32 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại đẻ ra thêm một cái ban chỉ đạo trung ương nằm trên đầu luật pháp, bởi vì đưa vụ án nào vào án điểm lại do cái ủy ban đó chỉ đạo, chứ không phải là người ta thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Mà theo tác giả, công việc của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng nó được ghi rõ là trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ việc tham nhũng, là điều mà tác giả cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng tự tay vả vào mặt, thế mà không đau hay sao? Và lấy cơ sở nào để đảm bảo chính những người trong ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu không bao giờ tham nhũng? Lấy căn cứ gì để trao một cái quyền hạn tối thượng như vậy vào tay những cái con người cụ thể lại là nhóm người rất ít ỏi, và những người này lại có quyền lực tham nhũng rời bể hơn ai hết? Thậm chí dư luận xã hội cho rằng những cái kẻ nằm trong ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng mới là trùm cuối, từ nay cứ chạy thẳng lên ban này cho tập trung để thoát tội, chứ việc gì phải chạy lung tung cho mất thời gian. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.